lại thêm một đứa côn trùng trên trời rơi xuống. Rơi ở đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Chết rồi Sen ơi, chết mày rồi. Bây giờ làm sao đây? Chết rồi, chị Vi về là chết luôn. Sao kỳ vậy ta? Mình đâu có kịp nói gì đâu. Mà kêu chị này là chị Vi giết chết. Mình đã cố gắng làm đúng rồi mà ta. Chị Sen ơi, cái... Trời ơi, không có cái gì hết. Chị đưa ra cho em coi. Trời ơi, cái đầm này là cái đầm mà chị Vi thích nhất luôn đó. Thích nhất luôn ha. Em nói thiệt đó. Trời ơi, cái gì vậy Đạo? Chị Sen, chị coi nè, chị giết em luôn đi. Ủa sao hơi mơ đầu bỏ vô màu trắng mà bây giờ màu hột gà coi. Cái đôi giày em cắn răng cắn lợi em mua rồi giờ chị làm vậy đó hả? Chị đâu có biết. Em chị xài cái ma giặt là bò hết đồ vô, rồi bấm cái nút này, rồi hai cái nút dưới, rồi để cho nó tự giặt rồi tắt máy rồi chị mới lấy ra mà. Nhưng mà chị phải phân loại ra chứ. Đồ màu ra đồ màu, còn đồ trắng ra đồ trắng. Chị làm cái gì vậy? Chị đòn cho em đi, em biết đâu. Sao cái cục đó em không nồi với chị đâu có biết. Sếp ơi, sếp ơi sếp, em xin lỗi mà thật sự là gia đình em có chuyện thiệt. Sếp thông cảm giùm em đi. Không có. Em có xin phép anh Sáu với mấy anh chị trong cuộc họp rồi. Dạ. Thì đâu có ngờ anh Sáu anh khó chịu với em vậy. Dạ sếp. Dạ. Không sếp, sếp. Sếp ơi, không phải, ý là... Làm gì vậy? Em có làm gì đâu. Làm gì bụng bự vậy? Em ăn no thôi. Khỏi giấu. Em có giấu gì đâu. Đưa đây cho tôi. Đừng coi chị ơi. Bụng bự không cho coi được. Chị ơi coi. Chị ơi, em bỏ ra. Chị ơi, em không có cố ý đâu. Em đã cố gắng làm đúng như lời chị Hương dần rồi. Mà sao nó dần bị hư? Em không có biết. Ôi là trời, cái đầm tôi thích nhất mà ra như vậy đó hả? Chị Vy, chị coi nè, cái đồ vậy em thích nhất mà chị cũng làm ra như vậy nữa. Quá đáng thiệt luôn á. Chị không có cố ý. Chị đã cố gắng làm đúng như lời Hương dần rồi. Nhưng mà tại sao chị cũng không biết nó hư nữa. Mọi người đừng có hiểu lầm chị. Chị có nhớ mà. Dặn cái gì là chị nhớ cái đó mà. Cũng tại hai đứa không à. Ở nhà làm gì? Sao không phụ chị Sen? Mình lớn rồi, lúc nào cũng để người ta hầu hạ vậy hết hả? Thiệt á, tôi sắp bị đuổi việc tới nơi rồi nè. Cho mấy người vừa lòng. Chị Vi, chị đừng có chửi hai đứa nó. Lỗi là của em hết đó. Lần này là em sai rồi. Nhưng mà em hứa, lần sau em sẽ cố gắng. Em sẽ luôn luôn cố gắng. Chị dạy em nha chị. Chị đừng có đuổi em, tội nghiệp em. Chị ơi, chị đừng có đuổi em mà chị. Em xin chị luôn đó. Em muốn làm một ô xin chuyên nghiệp. Em hứa em sẽ làm được. Chị đừng có đuổi em nha chị. Em xin chị mà. Ấy ơi, cho chị vài ngàn sáng ấy ơi. Cho chị vài ngàn ấy ơi. Ấy ơi. Trời ơi. Lại ông đi qua. Lại bà đi lại. Cho tôi vài ngàn lẻ ăn sáng đi. Nàng ơi, sao nàng ra nông nổi như vậy hả nàng? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi dẹp đi cha. Đổ ai đây? Cái địa bàn này của tôi nha. Giỡn mặt hả? Hết nhép còn mày đặt đứng là diễn hả? Dẹp không? Đi ra. Đứng hộ tôi đổ cái loại hông bây giờ đó. Đi. Lại ông đi qua. Lại bà đi lại. Dì ơi, tôi kể người nghe chuyện tình dì và tông một chuyện tình ca. Dì ở chung cư, Dì vẫn thường mộng mơ nên chép thành bài thơ. Thuở ấy tóc tùng lưa thưa lắm, say đắm bên Dì, Dì như bông hoa ngàn, yêu thương vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta. Gặp hoài vậy trời, gì mà ám tôi hoài vậy? Tôi đi tu rồi mà cũng không tha nữa. Làm ơn đi ra chỗ khác đi, đừng có dập dìu trước mặt tôi nữa. Đi, đi, đi nha, không có kiếm tôi nữa nha. Đi ơi, thiện tai. Trời ơi, may quá. Nãy giờ nằm mơ. Ây da, mới trục trặc công việc có mấy ngày thôi mà sao ám ảnh quá vậy nè. Hay là gọi điện báo cho anh Tùng biết ta. Không được, ổng đang đi công tác, gọi điện cho ổng không ổng lo nữa. Ây da, cứ để tình trạng này hoài rồi tiền đâu mà lo cho mấy đứa nhỏ ở đây. Tiền điện, tiền nước, tiền tiêu giặt. Trời ơi, ây da, ôi trời, còn tiền mướn ô xin nữa chứ. Mình phải giải quyết các tiền lặt vặt phát sinh từ trong ngôi nhà này, bắt đầu từ bà ô xin từ trên trời rơi xuống. Sao chị Vi? Ủa cái gì vậy? Hết hôn. Cô làm gì vậy? Kêu chị Dây. Dì? Thấy chị ngu kêu chị Dây. Kêu tôi vậy làm gì? Cho vui nhà vui cưa. Cô mắc cười quá. Nhà con mấy người mà nằm ngu hoài như xác chết vậy. Em nói nghe nè, Dây đi, muốn ăn món gì nói em nấu. Gì vậy chị? Gì mà cái môi chị như miếng thịt bò vậy chị? Phải hơi sen của tôi không vậy? Em đây. Chính chị là người đào tạo em mà. Chị đã tạo ra một ô xin chuyên nghiệp hơi sen. Trong cái nghề ô xin này em là gọi là có bằng cấp. Mà bằng cấp của em là phải đăng cấp quốc tế. Thôi trễ rồi. Ủa sao chê vậy chị? Thật ra là tôi có điều muốn nói với cô. À chị định đùi việc em hả? Cái ý định của chị là điều không thể.
Sao không thể? Bởi vì em biết chị đào tạo ra một ô xin chuyên nghiệp như vậy, bây giờ em dòi gian thao giạc tất cả mọi cái công việc gì trong nhà này là em bao hết. Một tay bên đây, một chân bên đây, một chân bên đây, và tâm thân bé nhỏ này làm hết, thì làm sao mà chị đuổi em được, phải không chị? Chị ơi, mình đang nói chuyện mình im vậy là kỳ lắm. Ý tôi muốn nói là cái vấn đề trong nhà cửa này. Dạ. Cô đã dọn dẹp hết. Chị, em đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tất cả mọi thứ luôn, chị nhìn đi. Bộ ấm trà em còn dẹp mà. Em không có để ở đây bởi vì nó đã cù rồi. Nó đã dơ rồi, mình phải đem đi rửa. Còn tất cả mọi thứ, quần áo, đồ đạc, sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp bếp núc, nấu cơm, nấu nước, em làm hết rồi chị. Chị coi nè, em có thể quẹt và chạm vào da em bất cứ lúc nào. Sạch bông kinh kít. Kin kít. Chừng nào mà ngày mai chị thấy da em dị ứng là chị biết nó dơ. Nhưng mà không, da em sẽ không dị ứng. Thôi, cô bớt đi. Dạ. Cái tôi muốn nói là cái cây xin... Cây cối trong nhà này, từ bông hoa ngon cỏ là cây, em làm hết rồi chị. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em lên rừng. Không, em không lên rừng. Em ở lại ngôi nhà này một mình em. Em thức trước ông mặt trời luôn chị. Em là người kêu ông mặt trời dậy. Chị tin em không? Em là người kêu. Kêu làm sao? Ơ, dậy ông mặt trời. Ông thức dậy, ông chiều ánh sáng le lói xuống nhân loại. Là lúc đó em cầm một ca nước, cầm một thùng phân. Em ra em vừa tưới phân, tưới nước, bọn phân, tưới nước. Bây giờ cái cây trong nhà mình nó xanh sạch hơn cái cây trên rừng em nữa đó chị. Ủa cô mắc cười quá. Cô làm hết trơn vậy rồi còn cái gì cô chưa làm nữa? Chúng ta phù bao bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.